Trong không khí nhộn nhịp chào đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi họp mặt tổng kết các hoạt động, gặp gỡ và trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt được thành tích xuất sắc năm 2023. Trong năm qua, Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu, thực hiện tốt việc quản lý và đào tạo các vận động viên các tuyến năng khiếu, trong đó các bộ môn cờ, bóng bàn, aerobic, bắn súng, thể dục nghệ thuật đều giành được thành tích cao ở các giải quốc gia và quốc tế. Nổi bật là huy chương vàng đơn nam vô địch thế giới môn aerobic của vận động viên Lê Hoàng Phong, huy chương bạc ASEAN môn cờ vây của Phạm Minh Nhật Quang. Đặc biệt ở môn bắn súng, sao thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã xuất sắc giành được vé tham dự Olympic Paris vào tháng 7 tới. Năm vừa qua thì em cũng đã tham gia rất là nhiều giải thi đấu quốc tế cũng như là trong nước. Thì thành tích của em có những giải tốt và cũng có những giải không tốt. Nhưng đến hiện tại thì em vừa tham dự giải vòng loại vô địch châu Á tại Indo, thì em cũng vừa hoàn thành chỉ tiêu là giành mang vé về vòng loại về cho bắn súng Việt Nam. Thì đó cũng là thành tích có thể là tốt nhất trong năm vừa qua của em. Trong không khí vui xuân, nhìn lại những thành tích đạt được trong năm qua, tập thể huấn luyện viên, các vận động viên, các bộ môn đều thể hiện quyết tâm nỗ lực hết mình, không chỉ duy trì những gì đạt được mà còn tiếp tục phấn đấu gặt hái thêm thành công trong năm mới 2024.